Nhưng ngày mai 22 tháng 12 chúc anh một, coi như là một cái cựu chiến binh. Có như vậy thôi. Chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị đồ đạc, cái chuẩn bị cả người thì mai mai đi tập bóc quen đây. Dạ. Mai mười giờ xong mày gọi là khỏe lắm thôi. Thôi bây giờ có cái ý thế này. Thì thực tế mà nói là ở trong này thì diễn đàn không đang rất bóc quen nó vào rất nhiều. Vâng. Nhưng mà toàn cái loại là nói với bằng chúng nó là ở trang bằng chào tất cả cộng đồng nha. Mà người ta đang nói mà. Nói cái bằng chúng nó đầu tôm đầu đất nó hóa thạch chứ rồi nó không bao giờ không nhổ nhanh được đâu. Thế bây giờ tôi nói này, tôi vào cái nhà tâm thái đó chuyên khi nào vậy nó hết lại thì sao lại tạm cứ ngày 22 tháng 12 là biểu tình là Việt Nam là nó bây giờ chuẩn bị cả thôi nhân dân xuống được. Thế chúng tôi nó ngồi nó sủi cái gì mà nó thật cái băng là tức máu mà lên mà nói thôi. Vâng. Bọn này không thể thông nào nó được. Đúng, chính xác. Chúng nó phải hiểu được rằng không biết bao nhiêu tuổi thằng nào lớn tuổi ít tuổi thế này, đây có cả hầu về Việt Nam Cộng Hòa mà nói thật đấy bạn, anh thấy đi, anh cũng tôi cũng hơn anh cửa một vài lúc rồi anh thấy. Rồi, trả lời Nhi Vũ một tí xíu. Mai 22 tháng 12 là ngày coi như 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày là cái ngày hội quốc phòng toàn dân, đúng không anh? Đúng rồi. Tức là 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân. Vâng, ngày hội quốc phòng toàn dân. Ngày hội quốc phòng toàn dân. Thì khi đó mới có 34 chiến xe 34 chiến xe ở trong cái đa tân trào thôi, đúng không? Đấy. Thì bây giờ tôi có nói qua sơ qua thế này, này bởi vì chúng nó cứ lớp này không biết lớp ba que ở trong diễn đàn của anh ấy, nó biết hay không. Đấy. Tức là 30 tháng 4 năm 75 thì giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thì 76 thì bắt đầu là thằng Quốc Quốc như thế ta cũng dưới bàn tay của thằng Trung Quốc, đúng không? Nó đã xuống toàn bộ là nó đã xuống cái lính bốt nó tràn qua các cái tỉnh biên giới tây nam của Việt Nam ta. Khi đó đất nước ta đang khó khăn mới 3 năm giải phóng thôi. Nói thật với các cụ vòng bà cũng hiểu thế này. Tôi hành quân từ ngoài ngoài bên vào đến trong Sài Gòn mất 1 tuần. Đi bắt tàu quân sự cũng mất 1 tuần đấy. Nói chung vào trong này là còn ngổn ngang, là còn chiến tranh. Mà khi đó nhảy vào biên giới là đánh nhau luôn. Nhân dân rất khổ, bắt đầu không có bó không có bán luôn. Đó là đó cộng đồng bằng đến tới năm 78, 77, 78 là tôi đã vào đây rồi. Đấy, không có gián luôn. Mất tàn sát đồng bào nhân dân rất tàn nhẫn. Anh bằng anh vào cái chỗ Ba Trúc đấy, đúng 7, mới 7, cách đây cũng khoảng 1-2 tuần tôi đấy. Đã vào Ba Trúc thì người ta đã quy tập cái được hồi đó nhá, nó sang nó giết biết bao nhiêu cái đồng bào ta ở Ba Trúc mà hiện nay còn cái xương ống này đấy. Những cái đầu lâu này đấy, người ta quy tập về hơn 1.000 cái những vâng thi thể đó người ta quy tập về hiện nay vẫn còn đó, mà trong tổng cộng đấy nó về nó đến đấy nó giết hơn 3.000 người còn ở cái khu vùng nông thôn của cái vùng Ba Trúc dấu tích chiến tranh còn đó, đúng không? Còn bây giờ ở đó còn di tích chiến tranh nó còn lại đó, bây giờ đất nước Việt Nam ta đang làm di tích đó để ghi lại cái tội ác của bọn lính Khmer Pot đi cho đi, tức là bọn Khmer đỏ, đúng không anh? Đúng không? Đấy. Thì bây giờ Việt Nam mới 5-7 năm thôi, mới giải phóng về hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thì 76 Pot nó đã đánh rồi, nó đã xuống đánh Pot rồi. Khi đó thì lực lượng công an cũng đang như bọn tôi đây. Thế bây giờ là bộ đội biên phòng, bọn tôi thì đứng mọi mũi chỉ vào. Thì bản thân tôi chưa đủ tuổi thôi, nhưng khi đó vẫn làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đấy, bản thân tôi vẫn là xung phong làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Thì sinh ra trong thời điểm mà đất nước chiến tranh, chẳng lẽ là người thanh niên mà bây giờ để cho bọn con bốt đất nước mình để cho bom rơi đạn nổ, để cho nó giết hại được bao nhiêu nhỉ? Mình không thể người thanh niên thời buổi đó không thể ngồi im được để như vậy được, bởi vì cha anh mình đã giải phóng hơn 15 năm rồi. Xin lỗi Nathan Lê nhá, bọn cộng sản xuyên tạc không ấy, xuyên tạc như thế nào xong rồi nhàn, ok tôi mời lên. Mày thấy mày xuyên tạc mày thấy tao đấy, bộ con hàng của tao đấy. Đấy. Bảy tao đấy là 10 năm ở Campuchia đấy, mang con hàng không đi đấy, mày thấy chưa? Từ tí tao nói chuyển được bên cho thằng này nghe. Đấy. Thì đến mùng 7 tháng 9 năm 79 giải phóng Campuchia thì 17 tháng 2 thì Trung Quốc nó chua 60 vạn quân nó đánh toàn tuyến biên giới phía Bắc. Anh bằng thân cả một đất nước chịu bao nhiêu chiến tranh, không phải năm 75 kéo tiếp đến năm 88 đấy, nó phải như vậy. 88 là quân công cần đến năm 95 mới mở công cần. Bây giờ đất nước Việt Nam đang sống cuộc sống thanh bình ấm no và hạnh phúc,
bọn này ở bên nó thực tế nói này, bọn này nó biết nhưng mà nó có cố tình xuyên tạc, nó cố tình xuyên tạc. Thế bây giờ tôi nói với bằng câu này, sáng nay tôi có lên nhà Thanh Quốc, à mấy bộ Thanh Quốc gì này, Thanh Quốc thì tôi mới nói với anh một cái này này, nó nói ngu đến mức độ này này, nó bảo đi lính Việt Nam Cộng Hòa một người đi lính nước cả gia đình. Thì anh tôi thử hỏi anh, nó đi lính về mục đích gì, mục tiêu đi lính là gì, lý tưởng của thằng lính Quỳ là cái gì, nó có phải cái tiền không? Nhưng mà quân giải phóng đi lính để giải phóng có hơn được không? Phải. Được khỏi các đô hộ của cha mẹ đi. Ai à, nó bảo là ai chiếm Việt Nam Bắc Trung Nam, ai chiếm, đừng nói bây giờ đừng chiếm miền ba miền Bắc Trung Nam như cả đấy, phải nói cho bọn lũ ba que cho nó hiểu thôi, nhưng mà nó cố tình nó phá đấy, nói rõ ra cho bọn ba que nó nghe như vậy, đúng không đấy, cả mọi người cũng phải hiểu được cái điều đó. Cho nên khi đó đất nước mình đã khó khăn, ăn hạt nó bao không có luôn. Nói thật em ra đấy, cả đồng mạng là tôi là đi lính chuyên mà. Cả đơn vị thực tế nói sáng ở đâu, người thì bị thương, người thì chết, người thì sốt hết. Một tháng chỉ được một ký đường và một hộp sữa thôi. À ba tháng mà được ký đường một hộp sữa, thuốc không có hút. Đấy. Nhưng mà đường và sữa thì dành cho người ốm đau bệnh tật và thương binh, mình khỏe thì mình không làm. Đấy, mình phải nói là bọn tôi phải chịu gian khổ đến rồi như vậy. Đấy. Cái quần áo không có mặc, đi hành quân, đi truy quét, đi đánh nhau, cái đầu gối thì nó, đầu gối quần thì nó rách đi. Từ khi nó không rách đi thì lại phải mặc đằng trước tự lại đằng sau. Tức là bọn tôi vẫn nói là ưu tiên phía trước. Đấy, anh Bang hiểu tôi nói là không. Cái quần đi hành quân như quả, đẻ như quả, mà rừng tắm nó chia thì mà lắng nó đo toàn lắng đầu gối thì khi đó nó rách nó phải trở đằng trước ra đằng sau. Khỏi nó cây, nó cỏ, nó cào, cái quần áo không có mặc. Anh Bang, anh thể hiện vậy. Nước nôi mùa khô không có đủ mồ hôi, phải rất khổ như vậy, năm thì năm vòng, muội mẹ như cái gì, nhưng mà bọn tôi vẫn vượt qua, sống đến bây giờ hạnh phúc lắm rồi, ngày mai là 22/2, đó là ngày vinh dự của người lính bọn tôi, đấy. Cho nên các anh chúc mừng bọn tôi, bọn tôi rất cảm ơn, đấy, và cảm ơn tất cả các nhân và người Việt Nam chăm lo cho người cựu chiến binh như bọn tôi, đấy. Còn tôi nói với anh bạn, cho nên tài năng cái thằng đó nó nói như vậy, cái thằng nó nói bảo là một người lính đi lính Việt Nam ngoài núi cả gia đình. Tôi thử hỏi cái tiền ở đâu? Không, hỏi nó tiền ở đâu ra? À, tức là nó ngu đến mức độ như vậy. Đấy, rồi tôi nói đến cái chuyện thằng Hồng Phạm. Thằng Hồng Phạm năm nay cũng 60 tuổi, nó bảo là bằng tuổi tôi, tôi mà ra này. Hắn lên thì là nó bảo là tôi đi qua Mỹ 30 mấy năm rồi, nhưng qua bên đó 3 năm. Tôi cứ mơ, tôi có ám ảnh là năm nhà tù. Thế bảo Việt Nam thế là thật. Thế tôi bảo là 30 năm rồi, hơn 30 năm nó chưa về. Đấy, tôi bảo 30 năm nó chưa về, 30 năm chưa về thì lại nói Việt Nam bây giờ là thức ăn độc, rồi nước độc, rồi không ô nhiễm. Thì tôi hỏi là anh có về chưa, bảo là 30 năm chưa về, không bị được. Anh thấy không? Hân ngu đến mức độ như vậy. Anh Bác, anh thấy không? Vâng. Còn khoản đó bây giờ, làm cái lúc này đó bây giờ, cái quả thì lôi gì đó, biết đâu của mình sản xuất, thật sản xuất đó, nó không có đầu nổ thì nó trôi gạt đó, còn không có đúng với tao rồi. Nói xin lỗi cái tàu của Việt Nam, cái loài tàu phát hiện vũ khí trên đó thì, trên căn con tàu, ở ngoài đó, nó có tàu của Hải quân, nó có tàu của Hải Lan 18, tức là Hải Lan 18, đấy, ở trên biển đó, tàu của Hải quân, tàu của Kiểm ngư, tàu của cảnh sát biển, tàu của bộ đội biên phòng, 4-5 cái loài tàu kiểm phạm bờ biển, tất vùng biển lãnh thổ biển của Việt Nam. Thì thằng nào nó thỏa được cái quả, ngư lôi thì lôi nào, thuyền đánh cá thì đây nào, đúng không? Chứ nó tụi đó, chúng nó chuyên tạc, bán thì bán đất ở đâu? Hơn cái đài nào tôi bảo bán cho Trung Quốc 5 người, bọn ta đất số sơ sơ này, tên Việt Nam này. Con dấu má lãnh đạo của Đảng Việt Nam nó đang lãnh đạo đây này, con dấu má thì ở nước Việt Nam của Trung Quốc không? Chúng mày có một cái sổ tầm 7 tầm 7, nó bảo là bây giờ về Nha Trang thì toàn phản Trung Quốc, ở Nha Trang thì có rất nhiều tiếng, bởi đó là khu du lịch và có những khu người ta ở, thì người ta nói tiếng đó, nói tiếng đó thì người ta nói thông báo và thì chấp hành luật pháp của Việt Nam. Đấy, thông báo tức là những khách du lịch thì nó, tất cả các tiếng. Cái thằng Nathan kia, vậy bây giờ tao bảo Tổng thống Trung bán cả nước Mỹ cho Trung Quốc rồi được không? Mày nói mày phải có dẫn chứng, mày phải có lý luận.
khi mà một cái đài phát ra thì người ta phải kiểm duyệt. Anh vi phạm một tí nó cấm ngay, không có cái chuyện án đến Việt Nam không có chuyện đó đâu. Đấy, cho nên nói mấy cái anh mà quen là càng nó thôi bớt sủa đi nhá. Lo cho 8.600 người kìa, đó lo 8.600 người kia về. Đấy, bây giờ phải lo coi như cái đồng bào Việt Kiều, đồng bào của mình sống ở bên đó đấy, bị trục xuất về về Việt Nam. Thì về Việt Nam người ta sống làm sao? Người ta không quen, những không thích nghi với cái cuộc sống ở ở Việt Nam. Người ta gặp những khó khăn. Đấy, đi biểu tình nó Trump á, đừng đồng thuận nó về đi. Nhớ, tôi có cái clip này, nó nhiều lắm, đấy này. Có cái clip bên Ba Khoa, Cờ Vàng, Toronto của Nana này, đây ăn đuổi đi tỏ đấy này. Đấy. Hắn đuổi đi tỏ đó, bên Toronto đó. Canada đuổi về cộng đồng Ba Khoa, Cờ Vàng đuổi đi tỏ đó. Cho nên nói cái bọn Ba Khoa, Ba Sọc đó, bớt. Bớt, ấy đi, còn mãi được đây nhá. Nó thách, nó thẳng câu danh dự như vậy đấy. Em nói anh ấy, sáng mai em sẽ đi quay ở những cái vùng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để cho cộng đồng mạng thấy xem nào, chúng nó có đứa nào dám ra biểu tình không? Đấy. Những người dân ở trong nước có nghe trong lời chúng nó? Văn hóa của Ba Que đây, đây cũng đù đéo đến đó mà cũng mang đây này, chứ mỏi toàn cái loại ra bài lên đầu đất hóa thạch không có xuyên được đâu. Đấy, mình phải nói thẳng rồi chứ quan điểm với nó. Còn nó chuyện bây giờ nó cứ chuyên tạc thôi, cái mẹ nghiên cứu phía Bắc đó 60 vạn quân nó đánh cổ. Ui giời, mẹ Việt Nam này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao này đang tuyên bố coi không nhận 8.600 người về đây. Vì là Việt Nam và Mỹ đã ký một cái thỏa thuận năm 2018 rồi, là 8.600 người này là trước năm 1995 không nhận như này. Chuyện chỉ vì cái lòng vị tha, tính dân tộc thì may ra Mỹ phải có một điều kiện gì đó với Việt Nam thì may ra Việt Nam mới nhận về nhá. Giờ đang với anh đi thì đâu nhà nước chị anh trốn đi vượt biên đủ mọi cách để trốn đi đúng không? Rồi có những người đi hợp pháp nhưng mà qua bên đó vi phạm pháp luật của Mỹ, mẹ chúc mày là loài ngu. Sáng đợt người ta đã nuôi, nó đã nuôi ăn nuôi uống nuôi chúng mày từ đến bây giờ lại vi phạm pháp luật với cái nước sở tại. bố mày mày là nuôi mày rồi thì mày đã làm trả ơn cho bố mày. Mà chúng mày cái loại chúng mày thì về đây sao? Đưa về đây tao chăn cho. Đưa về đây nhà nước cho tao chăn cho. Mày thì nhốt tao vào chỗ mày trong cái mặt. Có chết chết lâu rồi, 40 năm rồi chết chết chẳng có sao cả. Chứ nói bọn nó có để biết cái lý tưởng của người cộng sản là như vậy nhé. Nói chứ còn lý tưởng của bọn cộng sản này, cho bọn Ba Que này, lý tưởng của người cộng sản là như vậy. Cô chết thì chết một lần, cô ra trận thì chết thì quê hương đất nước, chết vì dân tộc. Nói một câu thì vô bản như vậy. Bọn tao đi ra trận nó xin lỗi, chấp nhận hy sinh, không còn bảy mạng như thế nữa. Đấy, đó là quan điểm. Cho nên sống đến bây giờ hạnh phúc đầy đủ, không thiếu gì, nhà cửa xe bò sinh hoạt đầy đủ, không có những gì. Chung nên nói như vậy thì cùng chia sẻ với anh Băng một tí xíu như vậy thôi. Rồi xin vâng, xin chúc mừng cựu chiến binh. Cảm ơn bà con cộng đồng bên mạng rồi, cảm ơn đất nước đã quan tâm đến những người lính như chúng tôi. Thì ngày mai chúng tôi cũng ăn nhậu thoải mái vô tư thôi. Vâng, nhà nước vâng. Cho tiền ăn nhậu rồi. Ok, xin cảm ơn anh. Vâng. Chào tất cả.